Kính chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn, đây là chiếc Omni Denon modem là PMA390SE. Đây thuộc dòng Omni phân khúc giá bình dân, để cho các bác và anh em nào đang có nhu cầu thì cần tham khảo dòng Omni này. Ngoài ra, các bác và anh em cần những dòng Omni bãi Nhật phân khúc giá bình dân thì có thể liên hệ Equal 301 để được tư vấn lựa chọn các bác và anh em nhé. Điểm qua một chút, trước này thì em mới về hàng, vừa mới về xong, chưa kịp vệ sinh, vẫn còn bụi. Thì em lên sóng luôn cho các bác và anh em. Và đây cũng là cái dòng âm ly có tuổi đời khá là non trẻ nên giữ được cái nội thất rất là mới. Thì các anh em xem nội thất mới tinh nhá. Về cái ngoại thất bên ngoài như các bác và anh em nhìn ở đây. Đấy, cũng rất là đẹp. Con này mặt màu đen. Công tắc bật tắt ở đây. Đấy. Con này có hai cầu ra loa các anh em, cầu A cầu B. Để các anh em có thể ghép được cho hai cặp loa. Ngoài ra có một cái điểm nhỏ như này, ở đây là nó mất hai cái núm tinh chỉnh cho quá trình vận chuyển. Đấy, chỉnh bát chỉnh chép. Nhưng các bạn yên tâm thì em sẽ lấy một cái núm tinh chỉnh của con âm ly khác, em sẽ ghép vào cho các bác và anh em nhá. Cái này là cái điểm bình thường thôi. Ví dụ như là mình sẽ lấy một cái màu đen. Ví dụ như con này. Cùng hãng là được các anh em nhá, cùng hãng là được, như con đề lông 390 4 la mã này chẳng hạn. Các ghép vào hết. Tất nhiên là mình sẽ phải chọn cái màu đen. Núm này thì có sẵn rất là nhiều. Đây này. Đấy, các anh em thấy. Được chưa? Cái lúng của nó như này nhưng nó rất là màu đen. Cái đấy thì em sẽ thay thế cho các bác và anh em nhá. Không vấn đề gì cả nhá. Nó chỉ đơn giản là một cái lúm này này nó bị rơi ra trong quá trình vận chuyển. Đấy, còn lại là máy móc này zin 100% và đặc biệt là chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Thấy chưa? Hàng Nhật về, hàng bãi Nhật về. Đấy, và bên em vệ sinh, kiểm tra ok và giao đến cho các bác và anh em, bảo hành cho các bác và anh em 6 tháng. Được chưa? Âm cực kỳ là hay, đặc biệt là tiếng bass các bạn anh em. Tiếng bass của dòng đề lông thì rất là ấm áp mềm dẻo, anh em có thể ghép cho loa bốt 301 hoặc là 201 cũng rất là hay. Đấy các bạn anh em thấy chỉnh bass chép này. Đấy, chép này ba lăng em đang ghép với cặp loa bên cạnh đây, cặp loa rất là gấu thì các bạn anh em thấy. Tiếng của dòng đề lông này thì anh em thấy là tiếng của nó khá là chi tiết. Nói chung là trong phân khúc giá bình dân thì đây cũng là một cái lựa chọn rất sáng giá để các anh em nghiên cứu lựa chọn cho bộ dàn của mình. Tất cả các chức năng đều hoạt động bình thường. Để hai ngõ ra loa, hai cầu ra loa, anh có thể bật tắt và đánh cùng lúc hai cầu ở đây. Đấy, chỉnh bass, chỉnh chép, chỉnh cân bằng, ba lăng, loudness, đấy, volume này, direct. Khi các anh em bật direct lên thì tín hiệu đánh thẳng. Đấy, chỉnh bát chép cân bằng là không có tác dụng nữa. Được chưa? Các chọn ngõ vào. Chọn ngõ vào đây nó sẽ dùng như kiểu là nút điện tử. Các anh em nhìn nó có đèn nét ở phía dưới nó báo này. Đấy, đây ạ. Cái đèn nét cũng rất là hay. Nó không cần một cái nút thanh gạt nữa. Đấy. Đấy, cái mặt tình trạng ở đây các anh em nhìn. Nó hơi một chút vết nhỏ ở đây. Nhìn thấy đây. Đấy. Còn có góc xung quanh thì có rất là đẹp. Chợ. Ở phía sau các anh em cùng nhìn cho. Phía sau cũng rất là mới. Các ngõ vào. Các anh em nhìn, các ngõ vào. Đấy. Hai cầu ra loa các anh em nhé. Cầu này các anh em có thể kẹp dây hoặc là cắm giắc bắp chuối như em đang dùng ở đây. Con này hai cầu. Trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Nếu như đánh cầu A hoặc cầu B có đánh cùng lúc cả hai cầu A và B thì sẽ là từ 8 đến 16 ohm, rất là rõ ràng ở đây. Được chưa? Và có một cái điểm lưu ý các anh nhìn ở đây này, Made in China, bởi cái dòng mà SE này, 390 SE gần như là toàn bộ đều được lắp ráp tại Trung Quốc. Thế nhưng mà hàng này vẫn được xuất các anh em nhá, vẫn theo tiêu chuẩn của Nhật và chạy điện 100V, tức là hàng dùng cho thị trường của Nhật, nội địa Nhật luôn. Đấy. Để các anh em hoàn toàn yên tâm về chất lượng các anh em nhá. Giống như những chiếc loa BMB hoặc là B3 chẳng hạn. Anh em đi Nhật Bản xách tay về, về nhà vẫn Made in China bình thường. Quan trọng đó là hàng chính hãng. Con này công suất là 150W. Model là PMA390SE đây. Như em đã nói ngay từ đầu video clip, nội thất bên trong con này rất là mới. Các bạn anh em nhìn cho. Quý vị thấy chưa? Cực kỳ là mới. Buồn biến thế này anh em nhìn, mới đét luôn.
Đấy, em còn chưa vệ sinh nhá. Rồi anh em nhìn, chưa vệ sinh bụi này. Đấy, em sẽ quay chi tiết cho các bạn nghe. Vì dòng đề lông 30 mét này là cũng sản xuất mới, không phải là dòng tuổi đời từ lâu rồi. Đấy, các cái mạch của nó này, sò, quý vị thấy chưa? Còn rất là đẹp. Đấy, cam kết hàng zin 100% cho các bác và anh em. Ok chưa? Âm thanh rất là hay. Rồi trong phân khúc giá bình dân thì hiếm có một đầu âm ly nào. Và cái sự nổi tiếng của đề lông thì rất là lâu rồi. Và một chiếc âm ly báo giá luôn cho các bác và anh em. Đề lông modem là 390 SE tình trạng như video clip em nói, rất là mới và có giá là 3.500.000 đồng, giá ở thời điểm hiện tại cho các bác và anh em nhé, 3.500.000. Đấy, dưới này em có con 390-45 mã này đã bán rồi. Còn ngoài ra còn một dòng âm ly nữa có chất âm cũng rất là hay, có hai đèn vu này, dòng LOD của Hitachi, modem HA78, chất âm cũng rất là hay, tinh tế. Anh em mà cần chất âm tinh tế có thể tham khảo dòng này, giá 3.200.000. Xin chào và hẹn gặp lại.